Bồ Tát như hoa sen gốc từ cộng an ổn, trí huệ là các nhụy, giới phẩm là hương khiết, Phật phóng pháp quang minh, khiến kia được khai nở, chẳng chấp nước hữu vi, kẻ thấy đều vui mừng. Bồ Tát cây diệu pháp, sinh nơi đất tâm thẳng, giống tin gốc từ bi trí huệ dùng làm thân bồ tát sư tử vương pháp trắng tịnh làm thân bốn đế dùng làm chân chánh niệm dùng làm cổ mắt từ đầu trí huệ đành vấn lụa giải thoát trong hang thắng nghĩa không giống pháp chúng ma sợ bồ tát là thương chủ thấy khắp các quần sinh trong sinh tử hoang dã nơi phiền não hiểm áp bị ma tặc nhiếp lấy, si mù mất tránh đạo, chỉ họ đường tránh thẳng, khiến vào thành vô úy. Bồ Tát thấy chúng sinh, ba độc bệnh phiền não, đủ thứ các khổ não, bị đốt nấu lâu dài. Vì phát tâm đại bi, rộng nói môn đối trị, tám vạn bốn ngàn thứ, diệt trừ các bệnh khổ. Bồ Tát là Pháp Vương, tránh đạo hóa chúng sinh, khiến xa ác tu thiện, chuyên cầu công đức phật tất cả chỗ chư phật quán đành thọ tôn ký rộng thí các thánh tài bồ đề phần chân bảo bồ tát truyền pháp luân như chỗ đức phật truyền giới trục gọng tam muội trí trang nghiêm huệ kiếm phá trừ giặc phiền não cũng dẹp những ma oán tất cả các ngoại đạo vừa thấy liền tan dã, Bồ Tát biển trí huệ sâu rộng không bờ mé Vị tránh pháp tràn đầy, báu giác phần sung mãn Đại tâm không bờ mé, nhất thiết trí thủy triều Chúng sinh khó dò được, diễn nói không hết được Bồ Tát núi Tu Di vượt qua nơi thế gian Đỉnh thần thông tam muội đại tâm an bất động Nếu có ai gần gũi Đều đồng trí huệ sắc hơn hẳn các cảnh giới, tất cả đều thấy được. Bồ Tát như kim cang, trí cầu nhất thiết trí, tín tâm và khổ hạnh, kiên cố không thể động, tâm ngài không sợ hãi, lợi ích các quần sinh, các ma và phiền não, tất cả đều tiêu diệt.